Và xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người ở trong video này. Mình đang hiện tại ở RA 2.3 và sẽ có một cái hướng gì đấy với một cái Neko này. Với một cái Neko cân bản này rồi thì mình sẽ có thể làm nhiều thứ hay ho đó. Gà lại gáy rồi. Ông này có Maokai này, Maokai tinh anh luôn này, khỏe quá. Khởi đầu trận đấu thì mình khá là hay chơi những cái trận đó chính là cái kiểu chuỗi thua mọi người. Mất càng nhiều máu thì mình về sau mình sẽ càng comeback cực mạnh. Bây giờ trang bị này gậy quá khổ nên từ vị trí của Darius này cũng khá là ngon. Trang bị này nếu mà lấy được con Darius này thì mình sẽ có được luôn một cái đó chính là thần tài à. Thôi mình sẽ lựa chọn BF đi. Với game này mình đang hướng tới đó chính là làm được kiểu là bao hết kiếm mọi người, bao hết kiếm hoặc là kiểu ba lưỡi kiếm một thần á, nên mình sẽ lấy BF rất là nhiều, tập trung lấy rất thật nhiều BF. Wukong à? Wukong 2 sao. Úi xồi ôi, rồng, rồng này, sắp máu này, giáp máu này, rồng 3 sắp máu cũng là một ý tưởng khá là tuyệt vời mọi người nhé. Ôi, có một người vào nhắn tin cho mình. Mấy ông anh bạn người mấy người bạn là rủ mình đi nhậu mọi người ạ. Gần Tết mà, suốt ngày nhậu nhẹ thôi. Boom. Con Sivana này đợt trước ấy, một cái bản bên BBE mọi người. Lúc đấy mình làm một lần thử lần một lần đó chính là con Sivana này khi mình đã đặt được chính là 8 đấu sĩ và 3 giáp máu mọi người. Là lượng máu của nó sẽ được tầm khoảng tầm 18k. Đó mọi người nhá. Nhưng hiện tại bây giờ thì nó bị nép rồi. Nó đã bị nép cực mạnh rồi, nó không còn được gọi là 18k máu nữa. Mà khi đặt 3 giáp máu 8 đấu sĩ thì được khoảng tầm 10.000 thôi. Đợt trước là lượng máu cơ bản chắc là 80%, còn bây giờ nó rụt xuống 50 mấy%, 55% rồi, khá là thọt. Mình sẽ để như này đi.
Bây giờ thì cũng không có gì để hướng tới cả. Trang bị đang chung chung quá, anh nhìn không? Mình đang có hai BF và hai cái áo choàng bạc. Và ông một cái con Sivana cầm một cái giáp máu nữa. Đang có hai lối, đang đang mình đang có hai hướng để làm trong trận trận chiến này, đó chính là một kiểu rằng là mình sẽ làm về ba bát kiếm, hai là ba giáp máu. Đó. Để những round ấy, những cái round mà đánh quái nó ra sẽ bị gì thì mình sẽ hướng tới. Ôi, ông này sẽ cầm con Sivana này mọi người này. Con Sivana là một con mà anh em gọi là sử dụng rất là nhiều. Nói chung là sử dụng cực kỳ nhiều luôn. Vậy nên là để có một con Sivana 3 sao là một cái điều khá là căng căng thẳng. Rất là khó đấy, rất là khó để có thể có được. Mình sẽ để con cà chê vào đi. Rồi. Anie này. Không có thế thần tài, đúng không? Có thần tài bỏ cho thần tài bỏ chơi chịu thua thì ngon được. Ngon ngon nhất luôn đấy. Có thần tài chơi chịu thua thì đúng là tuyệt vời nhất mọi người ạ. Đấy là cảm giác gọi là sung sướng nhất luôn. Vừa chịu thua mà có đồ mà lại vừa có một cái phần thưởng rất là tuyệt vời đến từ thần tài chịu thua. Bùm, khỏe quá nhở, đối khỏe quá. Uầy, game mình à, mình làm YouTube hay sao mới đặt tên game mình à? Rồi ok, ông này có Olaf. Olaf đang cầm trang bị cuồng đao mọi người ạ. À, trang bị đó chính là một cái trang bị đá bắc liên thanh. Mấy con Olaf, những con Z, những con kiểu tay ngắn ấy, cầm trang bị đá bắc liên thanh thì rất là tuyệt vời. Em đang sức mạnh của nó kìa, nó vượt tầm maximum luôn. Năm mươi bốn máu bây giờ đang về dưới top 7 như chợ nhặt thì đây cậy quá khổ này, đen phải cả trưởng luôn, không đai máu mọi người ạ. Không có đai máu thì thôi lấy con xe ra vậy. Thực sự là rất là đen nhá, đúng cái ra mà mình đi chợ thì lại không có trang bị đai máu. Wow, đúng là những cái thứ mình cần thì thường thường nó sẽ không xảy ra được mọi người ạ, đó là quy luật rồi. Mình sẽ cho con này vào rồi để đây. Bây giờ mình sẽ hướng tới đó chính là làm về kiểu là con xây ra pháp sư người ạ. Con xây ra pháp sư này thì mình cũng nhiều lúc mình cũng nghĩ đến rồi, đến từng nghĩ đến một người nhá, bởi vì cái sát thương của nó cũng khá rất là mạnh rồi, mà cho pháp sư nữa thì nó vượt cộng sát thương pháp thuật vào và nó sử dụng skill x2 lần nữa, là một công đôi việc người ạ. Đó. Rồi, rồi này luôn. Bây giờ vẫn chưa kích hoạt được hệ pháp sư nên là nó mới chỉ dùng skill được một lần thôi. Khi nào tí mình kích hoạt hệ pháp sư thì nó sẽ nhảy lên hai lần và tung tung cái sợi lông của nó ra.
tầm level 8 mọi người, tầm level 8 thì sẽ bắt đầu run con Sai-ra đi. Ui dồi ôi, Odin Sol cả mũ của thủy à, ông này cũng đã chơi pháp sư đây. Nhưng mà rất may thì game này mình chủ yếu là hướng tới bui con Sai-ra chứ không, mình không phải là bui con Odin Sol ấy. Chứ bộ bui Odin Sol trong game này thì chắc khả năng cao là mình sẽ không thể nào mà đạt được mức 3 sao rồi, bởi vì thấy khá nhiều đối thủ đang chơi Odin Sol. Ok, thua rồi. Cả mũ hẳn cả mũ của thủy như vậy thì đỡ thế nào đúng không? Ôi trang bị này, kiếm súng à, kiếm súng hack tech cả mọi người. Kiếm súng hack tech thì bây giờ nếu mà kiếm súng hack tech thì sẽ cho con Sai-ra của mình có khả năng, đó chính là hồi máu. Nó được khả năng có hồi máu, và khi mà tạo sát thương nhiều hơn cái lượng máu của nó ấy, thì sẽ được một cái lớp giáp ảo cũng khá là hay. Rakan này, Rakan thần rừng hộ pháp này. Ok, cho con mau cai vào đi. 5 thần rừng này, bây giờ thiếu một con thần rừng nữa, là một con Nunu chẳng hạn, như thế thì mình sẽ có 6 thần rừng. Lượng máu của mình đang ở mức an toàn thôi, 48 máu nên là an toàn cực. Nhiều trận mình chơi thì lượng máu nó chỉ có khoảng tầm 2 máu, 3 máu thôi, nhưng mình vẫn phải có back top 1 được. Nên lượng máu này đối với mình là một cái lượng máu rất là an toàn. Úi dồi ôi, cá chê 2 giáp gai cộng với cả con Sivana cuồng đao giáp máu rồi ạ. Sức khỏe vãi cả trưởng luôn, thua rồi. Cho tôi nhảy một phát thôi. Ui, nhảy một phát nhưng mà hai phát này anh em thấy không? Đấy, đấy khi đấy con Sai-ra pháp sư nó sẽ như thế. Bây giờ nó mới chỉ có khoảng tầm 1 sao thôi nên là kiểu nó hơi đuối. Khi nào nó mới đến mức khoảng tầm 3 sao ấy, khoảng 2 sao thôi anh em sẽ được cái sát lượng sát thương của là siêu khủng của nó rồi. Không đến mức 3 sao đâu. Nunu này, lấy vào một cái kích hoạt luôn, đó chính là mình đang có 2 trận thua thần tài rồi, nhưng mà thôi mình bỏ luôn mình nhá, bỏ 2 trận thua thần tài luôn, không cần. Cái kích hoạt 6 thần rừng đi để đỡ bị thua nữa. Ai dạ? Nhảy hai phát đấy. Mà sau khi mà con Sai-ra nó nhảy được nhảy lên mọi người, khi con Sai-ra nó nhảy lên trên ấy, thì nó lại được có khả năng, đó chính là như kiểu là một cái tàng hình nữa, mất khỏi bản đồ ấy, là đối thủ sẽ không gây sát thương được. Đó là một cái điều cũng hay. Bây giờ mình sẽ tập trung up lên level 8 và run để kiếm Sai-ra 3 sao mọi người ạ. Z thì chúng tôi này. Đấy anh em không? Khi mà cắm Sai-ra nó nhảy rất là mạnh nhá. Bây giờ chỉ có khoảng là 4 pháp sư thôi, 6 thần rừng thôi. Khi mình đạt 7 pháp sư thì sát thương của nó vừa tăng lên mà nó lại khỏe hơn nữa. Nếu mà game này mà ra được nhiều cái trang bị kiểu thìa thì mình sẽ
dùng cái những cái trang bị, anh em thấy những trang bị mình đang có là rất nhiều cái gọi là áo trong bạc á. Không có bây giờ lấy gì bây giờ nhỉ? Gậy quá khổ à, gậy quá khổ. Gậy quá khổ. Ok, lấy gậy quá khổ mọi người nhá. Hoặc là gì bây giờ nhỉ? Lấy gậy quá khổ hay là lấy găng ta? Thôi lấy gậy quá khổ đi. Rakan 2 sao này. Rakan anh em bu cho nó pháp sư cũng hay, bởi vì nó sẽ lướt được hai lần nữa. Nó lướt lên lướt xuống, khiêu khích cũng khá là ấn tượng. Nhưng chỉ có điều là con Rakan nó không có cái sát thương thôi. Cái sát thương Rakan hầu như là không có, nên là hơi chán. Nó chỉ có khả năng khiêu khích thôi, còn sát thương hầu như là không có. Nên là một số anh em không thích chơi con Rakan là bởi lý do như vậy. Nó khá là đuối trong việc đó chính là cái sát thương. Rồi ok ok, 6 thần rừng, 6 thần rừng. Xảy ra ơi, khi mà lúc mà con xe mình 3 sao ấy thì mình sẽ để nó trên trên đầu mình ạ. Còn khi 1 sao hơi yếu ấy nên mình không để lên trên đầu đâu. Khi mà đạt mức 3 sao thì mình sẽ để lên trên đầu luôn. Để nó gọi là dùng skill luôn. Và clear đối thủ trong vòng tích tắc luôn. Úp chữ, úp level 8 nào. Level 8, tỷ lệ ra tướng 4 vàng sẽ là 20%. Ủa ơi, gặp ngay ông này đấu sĩ mọi người này, đấu sĩ này. Đang có cho mình con Sivana, Sivana đã có gọi là hai cuồng đao rồi. Với cả chê hai sắp gai nữa, vui khá là bá đạo. Rồi ok, để xem nữa. Lúc nãy mình thua một lần rồi, lần này để xem mình có thua nữa không. Mình nghĩ là mình sẽ thua rồi, bởi vì là con Sivana nó đã... Ê, Rakan, khét tim đâu? Nổi không nổi? Không nổi rồi, chỉ một tích tắc nữa thôi là con Rakan mình nhảy lên phát nữa thì mình sẽ win rồi. Mà không kịp nhảy lên mọi người ạ. Nhảy lên kịp là ngon rồi. Lulu tiếng Anh thần rừng. Điều đấy là điều mình không lấy. Khi mà lên level 8 thì mình sẽ kiếm một vị tướng đó chính là 4 vàng tiếng Anh cơ. Nó ngon hơn rất là nhiều. Bởi vì tiếng Anh sinh ra nó một cái gì đó. Wow. Cái ông Auron Soi bá đạo quá nhở. Đối thủ của mình đang chơi Auron Soi khá là bùi, đồ khá là chất cho nó đây. Lại thêm một cái thìa rồi. Wow, lại thêm một cái thìa. Một cái thìa như này thì bây giờ mình sẽ hướng tới gì đó bây giờ. Thì mình vừa có cả nước mắt, vừa có cả một cái trang bị gậy quá khổ luôn. Giờ mình sẽ run nhé. Để xem được ra cái gì. Ui, con on này, ngon quá. On thần rừng Vega này. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng gì đây. Oven soy này, 7 pháp sư, 5 pháp sư. Ơ, hơi thiếu gì nhỉ? Hơi thiếu cái gì đúng không? Mình sẽ cho con om pháp sư ra, bởi vì cho anh em xem được om pháp sư. Ui rồi, ok, gặp ngay ông pháp sư chính hiệu rồi. Pháp sư đang có cho mình con Auron Soi gọi là xịn sò nhất của đất ở đây. Một khạc, hai khạc, tan vỡ luôn. Nhưng mà chẳng xảy ra mình được nhảy đâu nhá, chỉ được nhảy một phát thôi. Uầy, căng thế nhở. Mình có nên cho con này kiểm con Anie kiểm súng ta? Có nên cho Anie kiếm súng không nhở? Uầy, trận chiến có vẻ như để mình xem là liệu mình có win được không hay là đối thủ win đây. Hai con Anie đều 2 sao, đều 7, đều 2 sao người ạ. Mình win không? Ok, cuối cùng win.
mất công lắp trang bị như vậy mà không vịt được nữa thì anh em cười cho chết luôn ấy. Ông lần soi nhưng mà mình không chơi nó nên mình không lấy. À, con xay ra không ra vậy ta? Rồi nãy giờ không làm con xay ra luôn. Ok, liên lạc 2 sao này. Check map một chút đi. Truyền thuyết, ôi đồ hình này dài thế. Mình sẽ để con xay ra qua đây đi. Đó, mình cái trang bị mình lắp đó chính là một kiếm súng ấy. Đơn giản lý do tại sao lắp nó, bởi vì mình lắp để cho để con xay ra được lên trên đầu luôn. Nó như thế này. Ông này đang chơi bí ẩn này, bí ẩn kết hợp với kiểu truyền thuyết này. Xay ra, one shot. Clear luôn rồi, ok, clear là con Deco rồi. Con Deco là một con mà nó buộc cái sát thương cực kỳ tởm luôn. Đợt trước mình đó là một trận đó chính là kiểu Neko 3 mũ phù thủy. Thì một skill của nó thôi là tất cả cái thứ trên bản đồ đều tan vỡ hết. Quá mạnh. Rồi Sivani Darius Katarina này ra toàn những con thần tài rồi vãi trưởng. Lúc nãy mà kiểu rao khoảng tầm 2.6 2.7 mà ra kiểu ngụ phân full combo này thì anh em thấy không, full combo luôn ấy, full combo thần tài luôn. Sizu cá chê Darius Katarina Ani thì mình có rồi. À, vãi trưởng, người không chơi là người thắng mà. À, chết rồi. Z với chúng tôi này, Z với chúng tôi này, không nhảy hai phát liên tục luôn, cực kỳ chất lượng. Mình là một người chơi mà luôn luôn có những cái ý tưởng chất lượng, ý tưởng táo bạo cho anh em được trải nghiệm mà. Vậy nên anh em nào có ý tưởng gì táo bạo ấy thì hãy comment ở dưới nhá, mình sẽ cố gắng thực hiện nó cho anh em xem. Ui, mũ phù thủy này mọi người ơi, hai cái mũ phù thủy luôn, ngon nhở. Có cả long tộc nữa. Trang bị thì nhìn ra rất là xịn đây. Thôi lấy mũ phù thủy cũng được, lấy quả mũ phù thủy đi. Mũ phù thủy này thì nếu mà trao cho một con tướng, cho Rakan, cho xây ra bây giờ thì cũng được, nhưng mà nếu mà đợi đến cái round mà con Om nó sản xuất ra một cái trang bị thì cũng khá là ok. Bão tố rỗi dậy, 242 sát thương phép. À, bị Covid-19 rồi. Cho xây ra không ta? Uầy, wow, gặp ông rồng này mọi người ơi. Wow, mình 32 tiết gặp ông rồng này hơi căng đấy. Khéo bị clear luôn ấy. Một nhảy, hai nhảy, không thấm luôn con Ani. Ani tiên địch lên 3 sao rồi. Ani tiên địch lên 3 sao rồi mọi người ạ. Khỏe cực kỳ luôn. Ôi, vãi trưởng. Một đối thủ quá là đáng gờm đi. Mình sẽ thua cho game này. Búp. Bao nhiêu máu? 21 tiết vẫn không sao, 21 tiết thì vẫn mình vẫn có thể gọi là chơi được hai trận, nếu mà thua ấy, thua đậm thì vẫn thua chơi được hai trận nữa. Để xem cái trang bị mà Om chế ra cái gì đây. Ấy à, chán nhờ, một cái khiên băng à. Một khiên trụ bra đấy, khiên trụ này thì nó chỉ tăng lượng kháng phép thôi. Và giáp thôi, không có gì nhiều. Bây giờ thì mình vẫn chưa có một con tinh anh gì cả, mình hơi chán đây. Ui, vừa nói xong, xây ra tinh anh thần rừng và một con xây ra con nữa. Wow, bây giờ thì mình chỉ cần một con xây ra nữa thôi là mình có thể lên 3 sao. What the fuck, hên vậy. Lâu lâu kiểu đen tự nhiên bùng phát những cái gọi là tia sáng trỗi dậy, mình lóe sáng luôn á. Nhưng mà toang rồi, ông giáo ạ. Ông này còn đang có Sven pháp sư này, long tộc này. Rồi ôi. Ôi làng nước ơi mọi người ơi, toang thật rồi, ông giáo ạ.
khỏe quá, con Sven pháp sư chất lượng vãi nổi ra. Một con xe dạ thôi, Bly mà. Bây giờ chỉ có xe dạ 3 sao có thể khiến mình top 1 được thôi. Mình không mách top 1 được, còn không thì mình sẽ hơi khó. Bởi vì vướng 7 pháp sư này, 6 đồ tể này, 7 long tộc, 5 pháp sư này, 7 đồ sĩ này, toàn tội đối thủ chất lượng thôi. Ông đồ sĩ này thì đang có cho một con mình gọi là một cái mũ của thủy tiếp theo này. Ngon nhờ. Toàn đồ sĩ. Xảy ra ơi bạn ơi bạn ơi. Ui ok có rồi mọi người ạ, lên luôn nhá. Hai Nico luôn mọi người ạ. Rồi lên 3 sao luôn. Còn cái trang bị cho nó thì bây giờ cái trang bị cho nó mình vã quá rồi. Bây giờ mình không thể đợi nữa, mình đang muốn đợi cái trang bị từ con Om ấy, nó chế ấy. Nhưng mà có vẻ không nên chờ đợi nữa rồi. Mình sẽ dùng luôn đi. Ủa Lee Sin này. Xảy ra. Xay ra. Ôi. Ông đang có CV con Sivana 3 sao rồi mọi người ạ. Sivana 3 sao luôn rồi. Mà có vẻ như kiểu con. Trời ơi, sao lại bắn một cái trụ vậy? Ok, vẫn win được, tuyệt vời. Rồi, chúng ta sẽ đã clear được một đối thủ rồi, chỉ còn có khoảng tầm đó chính là ba đối thủ nữa thôi. Mình sẽ run một chút đi để kiếm một con Om mọi người. Có con Om thì mình sẽ cho kích hoạt lên 2 sao luôn, dùng Monico cho lên 2 sao. Không ra luôn à. Rakan mình chuẩn bị 3 sao kìa. Một con Rakan thôi. Rồi để xem. Mình sẽ lắp luôn cái trang bị này đi. Bởi vì đang còn 8 máu thôi nên không quyền lựa chọn nữa mọi người ạ. Mình chỉ còn 8 máu nên không quyền lựa chọn. Ôi trời ơi, ông này đang chơi đây. Đồ tể à. Đồ tể nhưng mà xây ra mình sẽ clear được thôi. Bởi ông này cũng không có nào sốc đam một cái chết luôn. Nên là mình xây ra mình sẽ thiện rất là tốt luôn á. Xây ra. One shot. One shot. Rồi khỏe vãi nổi luôn. Chất lượng. Chất lượng cực kỳ luôn mọi người ạ. Chất lượng cực kỳ luôn nha mọi người ơi. Tuyệt vời. Đi luôn rồi. Từng bước một tiến tới top 1 mọi người ạ. Chúng ta chỉ còn một là hai đối thủ nữa. Đó chính là ông Pháp Sư. Trời ơi, tiếc vãi nổi anh em ạ. Trời ơi, trời tôi lắp trang bị phát nó ra luôn cái này mọi người ạ. Vãi nổi thật đấy. À, nó tiếc. À, chết rồi. Cho con kia mới đúng. Từ nó xem nào. Ông mình có đổi vị trí không? Không đổi vị trí thì ok đấy. Hơi phí mọi người ạ. Thần kiếm Mazen mà cho con Rakan thì còn gì bằng nữa. Rakan. Pháp. Úi xồi ôi anh em ơi, cái sát thương của nó kìa. Phải nó gọi là vãi cả trưởng các bạn ạ. Quá mạnh. Rồi, ông này chắc hy sinh rồi, ông này cũng hy sinh luôn rồi mọi người ạ. Rồi, chúng ta chỉ còn một đối thủ cuối cùng thôi, đó chính là ông Nasukit thôi. Lúc nãy em biết thế mình đợi rồi. Ui, lại mũ phù thủy này. Game này là một cái game mà mũ phù thủy ra cực kỳ nhiều thần từng nhân tạo nữa mọi người ơi. Vãi lúa thật. Game này đang có hai góc sư nhân tạo này, thần rừng này. Level 9 là làm quả 9 thần rừng được luôn chứ. Này, 7 thần rừng này, 7 thần rừng, 7 pháp sư này. 7 thần rừng, 7 pháp sư. Mình nghĩ là như thế này. Cho thần kiếm thì cho con này đi. Ờ, chết quên mất, nó cầm cái đấy rồi, nó cầm cái đấy sẵn rồi mọi người ạ. Rồi, bây giờ thì để như nào cũng được mọi người ạ. Nhưng mà nếu như mà con Odin Soi còn team địch ấy mà dùng skill lua sớm ấy, sớm nhất có thể ấy, thì mình sẽ thua đấy. Xay ra. One shot. Trời ơi, cái sát thương kìa. 10.000 sát thương mọi người ạ. Thật là vãi nồi các bạn ạ. Quá mạnh. Quá mạnh. Quá mạnh. 7 thần rừng.
pháp sư, đang còn thiếu brand nữa. Bây giờ nếu mà cho này 8 này, 9 này, 9 pháp sư, đúng không? Đang 7 pháp sư này, cho một con brand vào nữa là 8. Cho thêm một con kia nữa là 9 luôn. 3 sao đi bro. Chạy đâu cho thoát bạn. Bạn chạy đâu cho thoát. Bạn chạy đâu cho thoát. Từ từ mọi người, từ từ nhá. Hơi căng đấy, con Golden Soi mà nó full chuẩn thì tôi bị hồi hển quá. Nó full chuẩn vào đấy là tôi đi ngủ luôn đấy. Ok, vẫn win được. Rồi ôi, 7 thần rừng, 7 pháp sư này hơi phí. Gì đây, 100 bị quỷ thư à? Quỷ thư này cho Rakan đi ha. Xe dài là quá xịn rồi, xe dài là xịn xò vãi cả trưởng luôn rồi. Không chơi ở đâu được, mình gặp con Rakan quá xịn xò nhá. Hơi tiếc là cái trang bị thần kiếm Masini này không, mình không lắp được thôi, mình lắp được nữa thì còn xịn xò nữa. Đối thủ được trang bị gì đây? Vuốt rồng à? Wow, một trang bị vuốt rồng. Ông lại cầm cho mình con Om này, 7 pháp sư rồi. Chung là game này mình chưa chắc top 1 được. Top 1 trong game này thì nó phải vẫn còn hơi mông lung. Ôi lại một Nico nữa kìa. Cái quái đang xảy ra vậy? Thề anh em luôn, cái quái đang xảy ra vậy. Trời ơi, game này Nico ra nhiều ghê luôn ạ. Tam hợp kiếm à? Tam hiệp kiếm cho xây ra này. Tam hiệp kiếm này thì mình sẽ cho con gì bây giờ nhỉ? Cho Lulu đi. Úi xổ ôi, one shot. Nhưng mà đối thủ con Olden Soi cũng không phải là tầm thường mọi người ạ. Con Olden Soi của đối thủ không phải là tầm thường nhá. Nó làm cái gì rất là gì mày này nọ đấy. Đâm. Quả hên. Ok, end game tại đây. Chào mừng mọi người, hẹn gặp lại ở những video sau nhé. Bye bye mọi người, tạm biệt. Quá tuyệt vời, trận đấu quá hay.